Thank you.
anh đến thăm em, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa răng răng bờ kia không trời hồn nhau mưa thấm ướt đôi tiếng nhạc trời sao xuyên đôi mưa xa hoa đứng mắt ẩn tay đang tay trong tình đang tình nhau như khúc nói trong thank you.
nữ ca sĩ Khánh Thùy đã stop ngay đây, mình đi ngủ mẹ. Con là cái phòng nhã của cô Thina. Quý vị thì chào Thina, thì chào tất cả vị. Trong có một niềm vui là nó hơi nóng một chút xíu, là tại nó chuyển mùa nó kỳ lắm. Có lúc ban đêm nó lạnh xuống 60 mấy, và ban ngày nó vẫn còn 80 mấy, giờ này cũng vẫn còn nóng. Nếu mà trường hợp mình xa tắm coi như là mình sweat luôn, thầy cũng đang sweat, không sao. Nhưng mà thầy đổi cái không khí từ chỗ đó qua đây thì bị cái vàng này nóng. Đôi lúc mà thầy lên thầy cầm miếng nước uống nó hơi kỳ cục, nhưng mà quý vị thông cảm cho những người nhạc sĩ, những người trống sĩ, người ta cần cái nước để nó có bớt cái độ nóng, chứ không phải là trời ơi lên sống mà bị đặt ăn. Trời ơi, trước đó là nếu mà không nhờ cái phần ăn á thì thầy quỷ thì không có vô, thì ráng thì ra thì ngốt, thì ngốt xong 15 phút phải là cha cái còn 15 phút thường tâm lý vì vậy ăn là chạy không, chứ không ăn được ngồi yên nữa. Tại bây giờ mình có 4 lớp, 2 lớp này và cộng 2 lớp buổi sáng nữa, là xong mình cả ngày rồi. Chị Thủy á, dù lúc mở đèn nhỏ mở đèn mà thì không biết là đang mở đèn luôn, bước ra ông trời ai mở đèn vậy vị. Rồi cái chị sát kiểu 4, hai bên đây và hai bên kia với vị. Rồi bây giờ cái nhãn bạc đầu tiên là nhà favorite của chị là điệu Bolero. Nhưng mà quý vị biết khi mà họ qua bên cái chỗ thầy mà 7-8 ngàn người, họ bỏ một câu, họ bỏ một câu cũng hơi ác quý vị. Họ nói thầy không biết đánh Bolero. Thầy nói cái gì? Của tao 7-8 ngàn mà nó tao không biết đánh Bolero, vậy là 6,999 người là nói tao không biết đánh mà mày biết đánh. Rồi thầy check lại vô cái video, nó không có video nào có nghĩa là nó là đang đàn sĩ. Quý vị, Bolero có nghĩa là Bolero từ đầu đến cuối phải không em? Không phải. Có nghĩa là mình đang đánh rumba mà nó nói là mình không biết đánh Bolero. Khi lên sân khấu không nhất định là nó rock, là đánh rock từ đầu đến cuối, rock nó có begin, rock nó có school, nó sợ. Nhưng mà khi mình đánh cái bữa đó là cái bài của chị Thùy hát là để cho người ta tập cha cha the best, cha cha Khánh Thùy lên đến 1 triệu, mà nó nói thầy không biết đánh cha cha. Nó quên là lúc đó thầy đang combine 12 điệu vô apply cho cái cha cha nhạc chỉ hát, mà nói thằng này đánh loạn sàn hụt xúc phạm đến như vậy. Thì khi mà các em hả, bất cứ ai người ta không hiểu gì trống thôi. Rồi thầy Phát, thầy Hoàng, mấy thầy gọi vô nói trời mấy ngày nó ác quá. Em thấy cái thầy trong cái cuốn đó nó nói là thầy không biết đánh em cười quá chừng. Có nghĩa là gì? Tụi mình khi mà không đánh được 16 thì mình đánh rock, đúng không? Thành ra không có nghĩa. Khi quý vị thấy mà thầy nói ồ bà nhạc phẩm này Bolero và rumba thì chỉ được quyền, chỉ là cái người ngồi sau trống, thầy không được nói. Lỡ mà chỉ muốn đánh cha cha cũng không sao nữa, là thầy chỉ giỏi là chỉ phải modern 2 điệu. Còn các em mà chưa bao giờ biết cái điệu Bolero rumba khác nhau thôi, miễn bạc. Rồi sau đây xin mời vị thưởng thức một nhạc phẩm niềm khúc cuối, niềm khúc cuối vị. Cái khúc đầu nó bỏ đi rồi, rồi còn khúc cuối mà bỏ đi nữa thôi, trở lại khúc đầu, tránh vỏ dừa đạp mẹ vỏ chuối luôn. Tại sao hai cái câu cha mẹ mình, ông bà nói, ấy con, đừng bước thêm bước nữa, hỏi sao vậy? Mày bước thêm nữa mày té lọt giếng luôn, hỏi sao vậy? Tại vợ mày nó đã té giếng rồi, tính mày cũng té giếng luôn. Rồi, đây là nhạc phẩm niềm khúc cuối, xin mời vị thưởng thức tiếng trống của người đẹp Thina Thủy Lê.
tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây cho hay bão tố có kéo qua đây, dù con gió có giá lành đầy, có tiếng bùng lầy, có lá buồn đầy, dù sao đi nữa, xin vẫn như em. Bay nhau cho nhau lên ngôi ấm áp cuộc đời, tìm mỗi nhau cho nhau dã nắng tim đau. Rồi bạc màu bên dấu tình sâu, nhìn em giây phút muốn nói yêu em. Xin cho tôi với những giấc ngủ, dù em đưa em một lần, đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mộng, cho anh ôm em vào lòng, xin cho một lần cho đến mãi ngày yêu thương vợ chồng. Mãi đây ai đưa em đi cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm xoáy sẽ lớn thêm mây, dù có cả đời, có chết một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi sao đi nói yêu em.
Mỗi lần thầy ở trong nhà thờ mà mấy bà cô nói thơ, that's a way to open the show đó. Quý vị, nhưng mà thường người Việt Nam mình nói ráng cố gắng nha em. Mình lên mình có một bài tủ thôi, bài thứ hai đánh có rớt cũng sao. Đúng không quý vị ơi? Đánh thiệt quý vị. Chút nữa mà thầy quay camera, ôi thôn nhạc, xạo thấy mẹ nè, nó không có xạo đâu, thiệt á. Không tin, coi lại đi cả năm trời cũng chỉ là người đánh thôi, cũng không có ai thế được. Nhưng mà cái xảo thuật của đài vì họ edit lúc mà rớt cái họ cắt cỡ không mà sầu vô không mà sầu ta có chứ trời sao có mới có hai phút mà vô rồi có một ép quảng cáo em thành ra lúc đó người ta đoạn cắt nhưng mình không có kỹ thuật đâu quý vị, trời ở đây lo hát không, bên kia là đánh trống thôi. Rồi bây giờ qua cái nhịp thứ hai quý vị, thì cái nhịp thứ hai không khác gì mình có điệu rock, mình còn sót lại điệu rock, điệu 16 bit nè, điệu slow rock, thay rock 16 bit slow rock. Rồi bây giờ mình phải get out the way của một điệu nữa là 16 bit rất là quan trọng đối với chị, tại vì ở bên nhà thờ nhiều lúc người ta request mà chị không đánh được điệu rock, không có nghĩa là đương nhiên chị không biết đánh điệu, có nghĩa là chị phải sử dụng hai điệu chung với nhau, rock và 16 bit nha quý vị. Rồi đây là nhạc phẩm rock và 16 bit quý vị. Cái đó là điệu rồng bạc để còn được, chưa có xóa memory. Ủa mấy anh âm thanh viên sao mà lốt lộn cái dĩa rồi nãy tôi tập sẵn rồi quý vị. Ủa cái không kính vào đây nó bỏ đi hết rồi quý vị, không có trả tiền nó bỏ đi hết rồi, không có, bây giờ chích cha phải lên phải đánh thiệt quý vị, không có giỡn nữa rồi. Rồi bây giờ mấy đứa nó thương thầy, nó nói trời ơi em coi thầy đánh trống mà thầy chọc cười, thầy lâu lâu thầy té ghế, em chọc cười thầy là ông thầy dạy trống vui tính nhất trên mạng. Ủa giờ này mới biết à, trời ơi mình nghiêm khắc quá không ai vô học đâu quý vị. Rồi sau đây xin mời vị thưởng thức nhạc phẩm Anh Còn Nợ Em, nợ đến chừng nào, 2 năm 4 tháng với cùng xà rong. Lúc mà thầy nổ máu ma quỷ thầy chế dòng nhạc như nhạc chế một chiếc linh như quý vị. Rồi đây là dòng nhạc là sức tìm biết nha quý vị. Một hai ba bốn, một hai ba bốn và một hai ba bốn, một hai ba bốn và một.
công viên ghế đá, công viên ghế đá là đồ chiều em. Và còn ở
chiều nay nắng vàng tình em trao dùng dây lá vàng chuyện tình ta giống như hạt mưa xa yêu cho thêm đau để chịu tiếng bao thùng cái cười. Cái cười bi quan là gì? Là tại vì họ không dám chê chị mà họ chê thầy, có nghĩa là mấy chị đạt được kết quả như họ muốn là gì? Mấy chị phải đánh êm đềm, nhưng mà thầy muốn mấy chị giống cái thầy về cái technique. Mà bữa hôm nay chỉ là xa ra con mèo nhưng mà lên trống thành con cọp. Bây giờ quý vị thấy dung nhan của chị Thủy, của các em nha, rất là đẹp quý vị. Mới đầu em cũng vẫn còn sợ, em sợ sợ sức tim biết phải không? Tự nhiên sao nó đi qua được cái cơn. Rồi hai bài kế tiếp là dễ của em rồi. Một bài là Tủ, còn một bài á là Sẽ. Rồi thầy chào luôn ca sĩ Lê Nguyễn Thạc. N có nghĩa là Nguyễn. Rồi quý vị thấy chị Thủy của em mà phải không? Đâu, không có center. Tại vì thầy mu nó đi. Còn bây giờ chỉ có slow rock và cái rock của em, hai cái form. Rồi nghĩ mình qua mình học guitar. Yeah. Bữa nay muốn học dễ hay khó? Dễ rồi. Dễ có nghĩa là không quá hai thăng hai giảm.